Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Kính thưa Hội Thánh cùng với tất cả anh em theo dõi qua livestream này, tôi có một số lời để chia sẻ với anh chị em. Nhưng bài giảng hôm nay nó sẽ khác mọi bài giảng trước, và tôi gọi đây không phải là bài giảng mà là một thông điệp mang tính tiên tri. Vì lý do là tôi đã ở riêng với Chúa mấy ngày và tôi thờ phượng Ngài để cầu nguyện cho Hội Thánh của Chúa. Khi tôi nói đến từ Hội Thánh thì anh em phải hiểu rằng ý tôi muốn nói tất cả con cái Chúa đã được tái sanh và tin nhận Chúa Giê-xu trên đất nước chúng ta, nói riêng, trên toàn thế giới nói chung. Khi nói đến Hội Thánh không có nghĩa là nói đến hệ phái nào, tôn giáo nào, không. Khi nói đến Hội Thánh là nói với tất cả con cái Ngài. Và một lần tôi cầu nguyện gần đây, tôi cầu nguyện cho Hội Thánh của Chúa. Khi tôi dốc đổ lòng, tôi nói: Chúa ơi, con cầu nguyện cho Hội Thánh Ngài tại đất nước này. Con cầu nguyện cho thân thể Ngài tại đất nước này. Và tôi quặn thắt tấm lòng mình trước mặt Chúa. Thì tôi nhận được thông điệp này. Và tôi sẽ đọc lên cho anh chị em cùng nghe. Tôi đã chép lại ở đây. Lời của Ngài đánh sâu vào tấm lòng của tôi. Và tôi biết đó là điều Ngài muốn giải bày. Chúa nói với tôi như thế này: con hãy rao giảng để dân ta có thể tự do thờ phượng ta. Có quá nhiều thứ đang trói buộc cuộc đời của họ: bệnh tật, ma quỷ, tội lỗi, những lãnh đạo không tin kính, hệ thống tôn giáo, sự cai trị đe dọa, đã khiến cho dân ta yếu hèn và nhát sợ, không có đức tin và sức mạnh cần thiết để vươn lên và sống đắc thắng. Con cũng hãy nói để dân ta được trang bị không chỉ là kiến thức, mà trang bị một nhận thức. Nhận thức rằng ta luôn ở bên họ, ở trong họ, và quyền năng của ta có thể bứt đứt mọi thế lực cầm buộc, không một thứ gì mạnh hơn ta. Cánh tay ta đã giơ ra là chắc chắn có sự cứu rỗi, và tay ta đang giơ trên họ ngay giờ này. Cũng hãy nói để dân ta biết rằng, và đừng sợ nữa, có vô số người đang hy sinh tận hiến vì danh ta. Họ vui khi ta vui, họ buồn khi ta buồn. Không ai biết họ, nhưng ta biết rõ họ. Họ đang cùng ta chăm sóc các chiên thơ của ta. Nhưng ngược lại, cũng hãy nói để dân ta biết là có rất nhiều những người hiện nay không đang làm cái việc mà ta đã từng kêu gọi họ làm. Họ đang núp ở chỗ an toàn, họ đang tìm kiếm sự an toàn, họ đang nghỉ ngơi trong khi chưa đến lúc nghỉ ngơi. Họ không muốn làm phiền lòng Chúa của đời này. Họ đã lầm lạc, người lạnh thối lui, và khiến cho dân ta cũng lầm lạc như họ. Ta muốn nói rằng hãy trở lại, hãy thức tỉnh, đừng ngụy biện nữa, đừng tự lừa dối mình nữa. Ta sẽ làm nhanh, và ta sẽ dấy lên một thế hệ lãnh đạo trẻ theo lòng ta và ý ta. Chính họ sẽ làm thành ý muốn của ta. Thân của ta sẽ ở trên họ và mãi mãi ở trên họ. Họ sẽ làm gương sáng cho dân của ta. Đó là điều mà tôi nhận được khi tôi cầu nguyện cho Hội Thánh của Ngài. Có những điều rất thời sự để chúng ta nói hôm nay cho Hội Thánh của Chúa, cho vận mệnh của dân tộc chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa, là ở thiên đàng hay là ở địa ngục. Số phận đời đời của 98 triệu đồng bào chúng ta phụ thuộc vào chính những con người biết quyết định vâng phục Chúa hay sống cho chính mình. Không phải ngẫu nhiên tôi và bạn cho em hôm nay được ngồi đây. Chúa chọn và lựa chúng ta. Chúa chọn và lựa chúng ta cho mục đích của Ngài. Chúa chọn và lựa chúng ta một số ít cho hàng trăm triệu người đang cần sự cứu rỗi. Cho nên khi tôi đọc những lời này, thương bạn chị, tôi suy nghĩ rất nhiều, trăn trở rất nhiều. Và tự nhiên cái hình ảnh của Eli lại xuất hiện. Hình ảnh của tiên tri Eli, sau khi ông đã nhân danh Chúa hủy được
toàn bộ 850 thầy tế lễ Ba Anh và Ác Tạc Tệ thì ông đã bị Giê-sa-bên dọa giết. Và ông đã bỏ chạy 40 ngày và ông trốn trong một hang núi. Tôi mới nghĩ, tại sao một tiên tri lại bỏ trốn? Tại sao một tiên tri lại đi tìm kiếm sự an toàn cho chính cuộc sống của mình? Điều đó là không thể chấp nhận được. Không thể chấp nhận được. Và rõ ràng Chúa đã dấy lên. Nếu một người trốn đi, Chúa sẽ dấy lên ba người khác. Chúa dấy lên Giê-hu, Chúa dấy lên Ê-li-sê và Chúa dấy lên một người nữa để thực hiện ý muốn của Ngài. Cho nên thưa bạn chị, dù có thế nào đi nữa, tôi luôn khích lệ anh chị em qua sứ điệp ngày hôm nay. Tất cả chúng ta phải đồng dấn thân cho Đức Chúa Trời. Vì vận mạng của dân tộc chúng ta phụ thuộc vào quyết định của chúng ta hôm nay. Chúng ta phải rao giảng, dù gặp thời hay không gặp thời. Chúng ta phải nói, dù thuận lợi hay không thuận lợi. Chúng ta cũng phải cầu việc Chúa, dù sống hay chết. Đó chính là điều chúng ta cần và Đức Chúa Trời cần, thưa ông bà anh chị. Amen. Cho nên buổi sáng hôm nay đó, tôi muốn chia sẻ cho anh chị em dựa theo cái thông điệp tiên tri này ba điều nhỏ thôi, để chúng ta cùng nhau được khích lệ, cùng nhau được chất cháy tấm lòng và dấn thân. Phải dấn thân. Cuộc đời này rất ngắn ngủi thưa ông bà anh chị. Ngắn ngủi lắm. Lúc tôi còn trẻ, tôi nghĩ rằng tôi sống đời đời trên đất này. Nhưng bây giờ mình mới thấy rằng thời gian không còn nữa. Không còn nữa. Trôi rất nhanh. Tôi nghĩ rằng 30 năm là rất dài, nhưng thật ra rất ngắn. Trôi một phát, xong luôn. Và mọi thứ trên đời chúng ta có thể tìm lại được, nhưng thời gian không thể tìm lại được. Đó là chỗ mà chúng ta phải suy nghĩ buổi sáng hôm nay. Điều thứ nhất tôi muốn chia sẻ với hội thánh buổi sáng hôm nay, đó là tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ngài đang nghĩ gì? Chúng ta cần là một người hầu việc Chúa, chúng ta cần phải hiểu tấm lòng của Đức Chúa Trời. Hiểu tâm tư của Ngài, hiểu nguyện vọng của Ngài, hiểu những cái tâm sự thầm kín của Ngài. Ngài nghĩ gì khi nhìn xuống thế giới này nói chung và nhìn vào đồng bào dân tộc Việt Nam chúng ta nói riêng? Ngài nghĩ điều gì? Anh chị em à, tôi đọc tất cả các câu kinh thánh thì tôi thấy một điều rằng, cái điều mà Đức Chúa Trời trăn trở nhất, cái điều mà Đức Chúa Trời quan tâm nhất, không phải những công trình sáng tạo của con người, không phải những cái sự xa hoa của con người, cũng không phải những tiến bộ khoa học kỹ thuật của con người, không phải là con người bây giờ đã đi lên vũ trụ chưa, hay là làm gì chưa, đã bay nhanh bằng vận tốc âm thanh chưa. Ngài không quan tâm đến những sự đó. Cái mà Đức Chúa Trời quan tâm là con người, anh chị em ạ. Ngài quan tâm đến từng tạo vật của Ngài, đó là hình ảnh của Ngài. Ngài quan tâm đến những người nam, người nữ, người già, người trẻ, không phân biệt màu da, sắc tộc, trình độ, văn hóa hay là giai cấp. Ngài quan tâm. Tất cả những gì Đức Chúa Trời nghĩ trong lòng hiện nay là con người. Ngài muốn con người được cứu. Ngài muốn con người đừng chết nơi hỏa ngục. Ngài muốn con người đừng chết chung với Satan. Ngài muốn con người phải được nhấc lên, phải được phục hồi, phải được chữa lành, phải được có lại vinh quang mà Ngài đã từng ban cho họ. Đây là tấm lòng của Chúa. Cho nên từ chỗ này tôi mới nghiệm ra một điều. Tất cả những ai gọi mình là người hầu việc Chúa thì phải tập trung vào con người. Tập trung vào con người. Không cần biết hội thánh có bao nhiêu tiền, bao nhiêu nhà, bao nhiêu đất. Không quan trọng. Chúa không quan tâm cái đó. Tôi nói thiệt với anh em là Đức Chúa Trời không quan tâm là quỹ hội thánh hiện nay có cái gì. Chúa quan tâm. Chúa đang quan tâm rằng trong hội thánh có bao nhiêu con người đầy dậy vinh quang Ngài. Có bao nhiêu con người được biến đổi tự do và thoát khỏi gông cùm của Satan.
Có bao nhiêu con người đang sống bình an, vui mừng và mỗi ngày được thờ phượng Ngài. Đó là điều Ngài quan tâm nhất trong hội thánh. Chứ không phải Ngài đi đến từng cái nhà mảnh đất, từng cái sổ đỏ, từng cái khoản tiền, từng cái gì đó, công trình nào đó mà chúng ta ghi trên giấy rồi chúng ta nói rằng mình được cái này, được cái kia. Không. Cái đó Đức Chúa Trời không quan tâm. Tấm lòng của Ngài hướng về con người. Cho nên nếu tôi và anh chị em là người quyết định hầu việc Chúa, hãy hướng đến con người. Hãy hướng đến từng con người để giúp đỡ từng con người biết Chúa, tự do, chữa lành và được thờ phượng Ngài. Tất cả những gì trói buộc họ, mình phải làm mọi cách, tận hiến mọi điều để giúp họ tiếp cận được với Thánh Linh của Đức Chúa Trời, đã được tự do. Trong khi tôi cầu nguyện về điều này thì có một câu kinh thánh ở trong Xuất Ê-díp-tô Ký nó hiện đến trong tâm trí của tôi. Đó là cái chỗ mà Đức Giê-hô-va nói với Môi-se: con hãy trở lại Ai Cập, hãy nói với Pha-ra-ông rằng hãy thả dân ta ra để nó đi thờ phượng ta. Tôi thấy hiện hình ảnh đó, tôi nói: Chúa ơi, đây là điều gì? Và Đức Chúa Trời nói rằng: điều ta quan tâm là hội thánh của ta, dân của ta hiện nay có thực sự thờ phượng ta hay không? Họ đang tìm gì trong hội thánh? Họ đang sống thế nào trong hội thánh? Ta đứng ở đâu trong hội thánh? Ta có được thờ phượng thực sự trong hội thánh không? Nếu không thì các lãnh đạo phải có trách nhiệm thả dân ta ra để nó thờ phượng ta. Đó là điều Đức Chúa Trời quan tâm. Có rất nhiều sợ hãi, có rất nhiều điều cai trị, có rất nhiều điều thống trị, có rất nhiều điều dọ dẫm, có rất nhiều điều trói buộc, có rất nhiều điều ngăn trở, cản trở, rào cản, che chắn mà dân của ta không biết ta là ai. Chúa nói điều đó. Tin Chúa nhiều năm rồi nhưng họ không biết ta là ai. Họ không biết Thánh Linh của ta là gì. Họ không biết ta là đấng nào. Họ không bao giờ biết tôn giáo đang cai trị họ. Anh chị em ơi, Đức Chúa Trời rất đau lòng về điều này. Rất đau lòng. Và khi tôi suy nghĩ tiếp thì tôi mới hiểu ra lý do. Lý do là vì Tin Lành đến với đất nước chúng ta với một thời gian quá ngắn, mới có được hơn 100 năm một chút thôi. Và còn nhiều điều hạn chế, còn nhiều điều che khuất, còn nhiều những tri thức, còn nhiều những kiến thức, còn nhiều những trải nghiệm mà chúng ta chưa được tiếp cận. Kể cả lãnh đạo thuộc linh cũng chưa được tiếp cận. Chúng ta còn non nớt trong cái sự nhận biết Chúa. Cho nên giống như Chúa Giê-xu nói vậy đó: người mù dẫn người mù, tất cả đều té xuống hố. Tất cả chúng ta đều yếu đuối. Tôi yếu đuối, ông bạn chém yếu đuối, mọi người đều yếu đuối. Và sự yếu đuối này nó hình thành nên cái sự yếu đuối của dân Chúa tại đất nước chúng ta. Chúng ta non nớt trong cái sự kinh nghiệm Ngài. Chúng ta quá cạn cợt trong cái sự tiếp cận với quyền năng của Đức Chúa Trời. Và điều này khiến cho dân Ngài bị lừa dối. Bị lừa dối. Và 100 năm qua thì các lãnh đạo thuộc linh, những con người phục vụ Chúa đã xây dựng được một cái hình ảnh bức tranh Tin Lành ở trong vòng lòng dân chúng, có xây dựng được. Nhưng khi tôi suy ngẫm về điều này thì hình ảnh đó rất khiêm tốn, thưa anh chị. Anh chị em đi ra hỏi tất cả những người dân ngồi chợ bắp kia coi, anh chị em hỏi Tin Lành vậy mà Tin Lành là cái nhà thờ đó đó, cái nhà thờ, chỉ cái nhà thờ đấy, nó cũng giống như cái chùa vậy thôi, không khác gì. Thay vì đạo nào cũng tốt mà, tôi đi này không được là tôi đi kia. Đó là bức tranh đến ngày hôm nay mà chúng ta xây dựng được trong lòng dân chúng. Một bức tranh thảm họa bởi vì chúng ta thiếu quyền năng. Thiếu quyền năng. Và ngày hôm nay, khi tôi nói những điều này, tôi muốn khích lệ tất cả chúng ta hãy bước tới. Bước tới để hiểu tấm lòng của Chúa. Đó là Ngài quan tâm đến con người. Ngài muốn con người được chữa lành, được tự do, được cứu rỗi. Ngài muốn mỗi một người được nhận biết
Chúa Giêsu một cách cá nhân. Và tất cả anh em mình ngồi đây và những anh em trên live stream, nếu mình hiểu được điều này và khi mình dấn thân phục vụ Ngài, mình đánh đúng mục tiêu, thì Cha sẽ ban ơn cho chúng ta. Tại sao mình thiếu ơn? Mình thiếu ơn bởi vì mình sống sai mục đích. Sống sai mục đích. Chúng ta đến với tin lành, đến với hội thánh, chúng ta đến với đức tin mới lần đầu rất đơn sơ, nhưng sau một thời gian vì lý do nào đó nó biến con người chúng ta trở nên rất phức tạp. Tranh đấu có, tranh giành có, kèn cửa có, ham mê đời này có, tham dục có. Tất cả mọi thứ này nó còn phức tạp hơn rất nhiều ngoài đời nữa. Và đã đánh mất quyền năng của hội thánh. Giống như sứ đồ Phaolô nói, bề ngoài thì giữ điều nhân đức, nhưng bên trong đã chối bỏ quyền năng của nhân đức đó. Bởi vì chúng ta đánh mất mục tiêu. Chúng ta không còn chăm sóc con người nữa, mà chúng ta đi chăm sóc những tham vọng của mình. Bây giờ mình phải đổi lại đi. Tôi không cần biết mục đích của tôi có thành hay không, tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm là có bao nhiêu con người được biến đổi qua chức vụ của tôi. Nếu khi chúng ta nói điều này, tôi tin xác quyết 100% rằng Cha trên trời sẽ nói amen với người đó. Anh chị em ạ, amen. Đó là lý do. Cho nên ngay từ ban đầu, tôi đã xin với Chúa, Chúa ơi, hãy giúp hội thánh nhà muôn dân. Hội thánh nhà muôn dân sẽ chỉ tập trung vào con người, phục vụ từng cá nhân, giúp đỡ từng cá nhân, cầu nguyện cho từng cá nhân, dạy đạo cho từng cá nhân, nắm tay họ, dẫn đưa vào và đặt tay họ vào Chúa Giêsu là hết nhiệm vụ của chúng con. Đó là cách chúng ta phục vụ. Yeah. Đừng sở hữu linh hồn người ta, vì mọi linh hồn thuộc về Chúa Giêsu. Chúng ta là những đầy tớ, chúng ta là những tôi tớ được Cha ban ơn để phục vụ. Nhiệm vụ chúng ta là dẫn con người đến với Đức Chúa Trời, giúp họ nhận biết Đức Chúa Trời, giúp họ có thể cầu nguyện được với Đức Chúa Trời, giúp họ có thể hiểu được lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta nói, chúng ta chúc phước cho anh cho chị, hãy phát triển trong Chúa nữa đây. Mấy anh chị em, đó là con ngữ. Và tôi thấy tấm lòng của Đức Chúa Trời muốn mỗi một chúng ta hãy phục vụ Đức Chúa Trời theo kiểu đó. Hãy tập trung vào con người. Ở đây đó, tôi thấy Kinh Thánh chép như thế này. Tại sao tôi nói Chúa tập trung con người, anh chị em biết không? Bởi vì có mấy điểm như sau. Ngài đau xót khi thấy con người đau khổ. Không phải Chúa độc lập với chúng ta đâu, thần của Ngài ở trong chúng ta. Cho nên khi anh chị em đau khổ, Chúa đau xót. Ê-sai chương 63 câu 9 chép như thế này: hỡi khi dân Ngài bị khốn khổ thì chính Ngài cũng khốn khổ. Anh em thấy không? Đó là cái điều mà chúng ta nhìn thấy. Ngài yêu thương mỗi một chúng ta. Cái câu yêu thương này chắc có lẽ mình tìm nhiều nhất trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, Đức Chúa Trời yêu chúng ta, Đức Chúa Trời chăm sóc chúng ta, Đức Chúa Trời tỉa sửa chúng ta, Đức Chúa Trời chăm lo cho đời sống chúng ta từng chi tiết còn hơn cả cha mẹ ruột chúng ta trên đất này. Anh chị em ạ. Và đặc biệt nha, Ngài vui mừng khi con cái của Chúa được phước và được vui mừng. Chúa cũng vui mừng. Lạ lùng này. Đây là một điểm mà mình thấy một Đức Chúa Trời cao cả trên trời, ngự trên ngai cao sang, nhưng mà sẵn sàng chia sẻ những phước hạnh nhỏ bé của con người với tấm lòng cao cả của Ngài. Trong Jeremy chương 29 câu 11 chép như thế này: Đức Giê-hô-va phán, vì ta biết ý tưởng ta nghĩ cùng đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Anh chị em thấy Chúa nghĩ mình như thế nào?
Sophoni chương 3 câu 17 thì chép thế này: Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi, Ngài là đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi, Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi, vì lòng yêu thương mình Ngài sẽ im lặng, và vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ. Em thấy không? Cho nên khi tôi lướt qua tất cả những thứ này, tôi mới hiểu được một điều căn bản, rất căn bản và làm nền tảng cho mỗi người phục vụ Chúa. Đúng nghĩa đó là anh chị em ơi, tập trung 100% chức vụ mình vào con người. Còn đừng bao giờ lo xây dựng hệ phái, đừng bao giờ lo xây dựng tổ chức, đừng bao giờ lo xây dựng hệ tôi nó phải bự nhất thế giới, hệ tôi phải nổi trội nhất Việt Nam. Mấy cái đó là rác trước mặt Đức Chúa Trời. Điều quan trọng là có bao nhiêu linh hồn được thoát khỏi hổ ngục lên thiên đàng qua chức vụ của chúng ta. Còn nếu không có điều đó, tất cả chỉ là cỏ rác mà thôi. Cỏ rác ngồi cho chật kín hội trường nhưng mà toàn là người địa ngục không thì làm chi? Anh em thấy tinh tế đó. Giống như anh chị em đã từng nghe cái quyển sách Thoát khỏi xiềng xích không? Một người được mở mắt thuộc linh, người ta nhìn vào hội thánh của Chúa, người ta sẽ biết được đâu là con cái được tái sanh và đâu là người chỉ mang danh chứ không có thật. Biết lẽ vì sao? Bởi vì con cái Chúa nó có hào quang ở xung quanh, là cái ánh sáng. Và cái anh đó, anh bước vào hội thánh, anh nói hội thánh rất là đông nhưng chỉ có 1/3 chỗ đó là có ánh sáng thôi, còn 2/3 thì tối đen thùi lùi. Đó là tình trạng. Cho nên tôi nói với anh chị em, cái tình trạng là đi theo Chúa mà chưa biết Chúa là tình trạng thảm họa nhất của dân Chúa ngày hôm nay. Vì thế cho nên mới đây tôi có viết một cái bài viết đó: đừng để ai nói với bạn rằng bạn được cứu hay chưa được cứu. Chính các bạn phải biết mình được cứu hay chưa. Cho nên tôi nói lại một câu mà tôi thấy chính tôi viết ra mà tôi thấy nó cũng hay. Tôi cứ động với là thường thì tôi viết ra tôi không thấy tôi viết nó hay, nhưng mà cái câu này tôi thấy nó hay. Câu này là: cái bánh rẻ tiền nhất là cái bánh vẽ, cái lời hứa dễ nhất, dễ nói nhất là lời hứa cho sau khi chết. Chết rồi hứa gì chả được. Cho nên đừng để ai hứa cho anh em sau khi chết. Hứa bây giờ nè, bây giờ còn sống là tôi được lành không, tôi được tự do không, tôi được phước không, tôi gặp Chúa không. Còn chết rồi tôi không biết gì nữa. Cái đó Chúa lo, anh không cần hứa. Amen. Anh cũng chết như tôi mà anh hứa với tôi sau khi chết, nghe nó phi lý. Cho nên cái bánh rẻ tiền nhất là cái bánh vẽ. Và mọi tôn giáo nó vẽ rất là tài. Nó vẽ gato, nó vẽ bánh ù, bánh ít, bánh chưng cho anh em ăn thoải mái, mà toàn vẽ không có gì. Nhìn vô thôi, hít hơi chứ không có được gì. Và hứa toàn là hứa sau khi chết. Ráng tung tín đi, chết sẽ lên thiên đàng. Ráng tung tín đi, chết sẽ khỏi bệnh tật nữa. Thì đúng rồi, chết còn bệnh gì nữa. Ráng trung tín đi, chết là quỷ nó không còn hành nữa. Mà chết rồi thuộc nó rồi hành gì nữa. Phải không ạ? Tất cả chúng ta vì thiếu năng lực cho nên chúng ta chỉ dám hứa sau khi chết không ạ. Còn đang sống sờ sờ này không dám hứa, vì hứa làm được người ta vả vô mặt thì sao. Phải không ạ? Cho nên tôi phải nói lời với tất cả chúng ta, và tôi rất thường nhắc điều này: niềm hy vọng thực sự của tôi và bạn chị em là ngày cuối cùng phải được đứng trước mặt Chúa Giê-xu. Nếu không có sự đó thì tất cả là 2 con số không tròn trịnh trong cuộc đời của mình. Chắc là vậy, đúng không ạ? Nên tấm lòng của Chúa là vậy đó anh chị em. Tôi nhắc lại nha, Chúa quan tâm đến con người, Chúa quan tâm đến từng người nam người nữ đang ngồi ở đây. Không quan trọng anh chị em là dân tộc gì, sắc tộc gì, màu da gì, học vấn ra sao, anh chị em là quan chức hay thường dân, Chúa không quan trọng. Trước mặt Chúa chúng ta đều là con người trần trụi đáng thương. Chúa muốn chúng ta được cứu anh chị em ạ. Chúa muốn chúng ta được chữa lành, Chúa muốn chúng ta được tự do, Chúa muốn chúng ta được vui mừng, Chúa muốn chúng ta được nhận biết Chúa.
Chúa Giêsu một cách cá nhân. Đó là tấm lòng của Đức Chúa Trời. Tôi muốn nhắn gửi lời này với tất cả những ai đang hầu việc Đức Chúa Trời, những ai đang đứng trong vị trí lãnh đạo, chức vụ để dẫn dắt người khác. Hãy tập trung vào con người, giúp họ biết Chúa. Mấy thứ khác để Chúa lo, đừng quan tâm. Cho nên tôi hay thường mọi người nói với tôi bảo, mục sư không lo gì à, hội thánh giờ không có chỗ, có nơi, không có chỗ ngồi, không có cái gì cả. Tôi bảo đừng lo, để Chúa lo. Lo làm chi cho nó mệt xác mệt lắm. Lo con người nè, mà đã bỏ hơi tay rồi, lo thêm mấy đá nữa gục luôn, lấy gì phục vụ Chúa. Cho nên mấy cái đá để cho Đức Chúa Trời lo, mình hãy lo cho con người. Amen chứ, lo cho con người. Miễn con người lành là vỗ tay, miễn con người tự do là vỗ tay, miễn con người mà biết Chúa là chúng ta ngủ ngon rồi. Còn mấy thứ khác không quan trọng, chết có mang đi được đâu. Nhưng sau khi về với Chúa, tôi sẽ sống cùng với anh chị em. Đó là điều mà mang theo được đấy, phải không ạ? Rồi, điều thứ hai tôi cũng muốn nhắn nhủ với tất cả anh chị em ở đây là tại sao Chúa ban ơn cho mình. À, cái này phải hiểu ạ. Ví dụ anh chị em ngồi dưới, có một vài anh chị em sẽ thấy, ô tự nhiên mình đến với Chúa, mình được ơn của Chúa ghê. Mình thấy sự hiện thấy nè, mình có thể cầu nguyện cho người khác nè, mình có thể nói tiên tri nè, mình có thể khuyên nhủ người ta nè, mình có một số năng lực rất là khác thường đặc biệt, giảng lời Chúa hay đầy dẫy sự sức dầu nè, giúp đỡ người ta rất là chính xác nè, vân 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 vân. Và đôi khi mình không hiểu á, mình nghĩ mình rất đặc biệt, chắc là mình là người trời thật sự, không ạ? Mà hôm nay tôi muốn điều chỉnh lại một chút chỗ này. Anh chị biết không, muốn hiểu tại sao Chúa giấy mình lên, thầy phải đọc các sách, sách các quan sát. Sách các quan sát á, nó cho chúng ta biết được cái ý muốn của Chúa cho cái điều này. Tại sao trên đất nước chúng ta Chúa lại giấy lên người này người kia? Tại sao trên thế giới Chúa lại giấy lên ông TB Joshua ở châu Phi, rồi ông Benny Hinn ở Canada, ông nọ ông kia ở quốc gia này quốc gia nọ, để mà dân sự của Chúa được đến đó, được gặp gỡ, rồi được Đức Chúa Trời ban phước? Tại sao vậy? Có phải vì họ đặc biệt không? Vì họ được chọn lựa một cách đặc biệt từ trời không? Không. Anh em đọc sách các quan sát sẽ thấy. Và tất cả những câu chuyện trong các quan sát luôn luôn có cái câu này được lặp lại anh chị em. Dân Israel lại bị hà hiếp. Dân Israel bị người Madian, người Philippines hà hiếp, nên Đức Chúa Trời dấy lên một quan sát để giúp đỡ họ. Anh em hiểu không ạ? À, cho nên hãy suy nghĩ đi, hỏi những người muốn hầu việc Chúa và đang hầu việc Chúa. Mình được ban ơn là vì dân của Chúa. Vì dân của Chúa đang cần, dân sự của Chúa đang cần, cho nên Chúa mới dấy người này lên, dấy người kia lên, ban ơn cho anh, cho chị. Để làm gì? Không phải để khoe mình, không phải để thỏa tham vọng cá nhân, không phải để khẳng định giá trị bản thân, mà để phục vụ dân Đức Chúa Trời. Đó là lý do. Cho nên qua những cái sứ điệp tiên tri hôm nay, tôi chia sẻ những điều này để anh chị, để mình điều chỉnh lại động cơ và suy nghĩ của mình cho nó đúng thật. Trong vậy trời, phải đúng. Nếu nó sai, Satan nó sẽ xen vô đó và nó làm chúng ta xa ngã. Đó đó anh chị em. Vì vậy Chúa giấy lên là vì chính dân sự của Ngài. Chúa giấy lên là vì để cho danh Ngài được tôn cao và lan tỏa. Anh em nhớ câu Kinh Thánh ở trong Tân Ước có nói không? Chúa nói với Pha-ra-ôn, tại sao ta giấy ngươi lên? Là để cho danh ta được biết khắp đất. Cho nên Chúa giấy người này người nọ lên không phải cho người đó là chính đâu, nhưng để cho danh Chúa được biết. Danh Chúa được biết rồi để làm gì? Để cho người ta được thoát khỏi tối tăm và đến nơi sáng láng. Thưa anh chị, dân biết Đức Chúa Trời là dân đi trong sự sáng. À, dân mình thấy dân Việt Nam mình không?
sống mấy ngàn năm không biết Chúa, tối tăm, thờ cúng đủ kiểu hết. Chúng tôi làm chức vụ giải cứu hàng tuần, và hầu như nha anh em, tôi thống kê hầu như 80% những người gặp những nan đề là tôi hỏi: thế trước có hầu đồng không anh chị? Có. Người nào cũng có hết. Hầu đồng, nhảy đồng, đòi bát nhang, cầu hồn là 80%. Anh biết đó là gì không? Thờ phượng ma quỷ. Dân tộc chúng ta thiếu ánh sáng, cho nên đã sống trong bóng tối và thờ phượng ma quỷ. Rồi đến ngày ma quỷ nó gì? Cướp, giết, hủy diệt, sợ quá và chạy đến với Chúa. Và còn may là biết Chúa để chạy đến đó. Không biết Chúa thì chết luôn. Chị em ạ, đây là chỗ mà chúng ta thấy. Cho nên danh của Chúa phải được gì? Lan tỏa ra. Danh của Chúa phải được đồn ra. Giống như Chúa làm qua hội thánh nhà muôn dân cũng vậy đó. Tôi thấy rất là rõ cái chuyện này. Một hội thánh từ chỗ không ai biết, 10 năm trước không ai biết nhà muôn dân là nhà nào. Nhưng bây giờ Chúa dấy lên đến nỗi cả nước biết, nước ngoài biết, tất cả những người nào nói tiếng Việt là biết có hội thánh nhà muôn dân, có Chúa Giêsu hành động trong hội thánh đó. Amen chứ? Bằng cách đó Chúa làm cho danh Chúa được tôn cao, và người ta có cơ hội chạy đến để nhờ Chúa giải quyết vấn đề của mình. Cho nên ngày hôm nay đó, nếu anh chị em được Chúa ban ơn, thầy hãy biết rằng vì dân sự của Ngài, vì con người, vì người hàng xóm, vì người trong thành phố mình, vì người trong phường, trong xã, trong gia đình, vì người trong hội thánh mình, mà Chúa gia ơn cho mình. Mình biết vậy để gì ạ? Mình đừng sống sai mục đích, đừng sử dụng ơn của Đức Chúa Trời sai mục đích. Hãy dùng ơn đó mà phục vụ em ha. Rồi, điểm cuối cùng tôi muốn chia sẻ ở đây: thái độ của chúng ta phải ra sao đối với sự kêu gọi của Ngài. Thái độ phải làm sao nè? Phải có một thái độ. Không thể chúng ta thờ ơ trước sự gõ cửa tấm lòng của Chúa được. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời gõ cửa tấm lòng chúng ta từng hồi, từng phút, từng giây khi mà mình bước đến với Ngài. Chúa gõ cửa mình để mình đầu phục Ngài. Chúa gõ cửa tấm lòng mình để mình dâng cuộc đời mình cho Ngài. Chúa gõ cửa tấm lòng mình để mình được Ngài tỉa sửa, chỉnh chu, để rồi đem lại cái ích lợi trong vương quốc và kế hoạch của Ngài. Đó là mục đích của Chúa. Tuy nhiên, hôm nay tôi muốn nói đó là sự đáp ứng của chúng ta. Mỗi một chúng ta có những sự đáp ứng khác nhau. Tùy vào sự đáp ứng của mình mà kết quả trong cuộc đời mình nó đến nhanh hay là chậm. Có người 30 năm mới có thể bước vào chức vụ, cũng có người 5 năm được bước vào chức vụ, cũng có người 1 năm thôi đã có thể bước vào phục vụ Ngài, nhưng cũng có người tắt hơi rồi chưa bước vào chức vụ. Tắt hơi rồi, nằm thở thôi thớp và nói tiếc quá, ước gì lúc đó tôi thế này, rồi tắt hơi. Anh em có muốn mình vậy không? Có đó anh chị em, có đó. Tại vì cuộc đời mình không đáp ứng, mình cứ đi lên quanh. Rồi đến khi lực bất tòng tâm rồi thì mày nói tiếc quá, ước gì, lúc đó, lúc kia, lúc nọ. Nhưng mà lúc đó thì chân tay nhấc không nổi lên. Cuộc sống thì đau, gút thì sưng vù lên, tim mạch thì nhảy loạn xạ, huyết áp thì tới 220, tiểu đường thì phải tiêm insulin mỗi ngày, ăn thì không tiêu, đi tiểu đêm thì ngày 10 lần. Thế thì phục vụ Chúa cái gì nữa? Cái đó là chỉ nằm đó, Chúa ơi, thương linh hồn con bởi. Đó là may lắm rồi. Phải không ạ? Cho nên ngay khi chúng ta còn khỏe mạnh, còn trẻ khởi, còn minh mẫn nè, tôi muốn anh chị em phải có một cách đáp ứng khôn ngoan. Cuộc đời rất ngắn thưa bạn, rất ngắn. Tôi nói anh chị em rất ngắn, đừng chần chừ, đừng ngụy biện, đừng lừa dối mình nữa. Người nào ở trong tay của Đức Giê-hô-va là người phước nhất trần gian này. Anh chị em có amen điều đó? Amen một lần nữa coi nè. Thế
nhưng có rất nhiều người không muốn cái phước đó. Chứ không phải là vỗ tay là muốn đâu. Vỗ tay là cho nó có không khí thôi. Còn về nhà là bắt đầu rút lại. Tôi sống theo ý tôi à. Tôi thỏa mãn đam mê của tôi. Tôi nói theo ý tôi, nghĩ theo ý tôi. Còn cái chuyện của Chúa là từ từ tính. Có phải không vậy? Thường chúng ta như thế. Nhưng anh chị em à, ma quỷ nó lừa chúng ta. Xác thịt nó lừa chúng ta. Thế gian đời này lừa chúng ta. Và khiến cho chúng ta không đáp ứng. Vì sao? Vì lý do thế này nè. Đi theo Chúa đó trả giá nhiều quá. Ai đó làm sao tôi không biết, không phán xét. Nhưng mà riêng quan điểm tôi nhìn thấy chính mình và trong Kinh Thánh, thực sự đi theo Chúa đó trả giá nhiều quá. Hầu như mất hết bản thân. Cuộc sống mình không còn nữa. Không còn nữa. Mất hết rồi. Sáng trưa chiều tối, đầu tuần cuối tuần, đầu tháng cuối tháng, tất cả là Chúa. Mất hết. Và rất nhiều ông bà anh chị em không dám trả cái giá này. Không dám. Mất hết. Vì Chúa Giê-xu nói không sai đâu. Ai muốn theo ta phải vứt bỏ mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Câu đó vẫn đúng cho đến ngày hôm nay. Nếu chúng ta là người thực sự phục vụ Đức Chúa Trời, sẽ có những cái đinh của thập tự giá đóng vào cuộc đời của mình. Có những điều rất đau đớn mà mình phải vứt nó đi. Phải cắt nó đi. Thậm chí đôi khi phải đánh đổi cả mạng sống của mình trong một số những cái nơi chống đối bắt bớ. Anh chị em biết không, hàng năm hiện nay vẫn có hơn 200 giáo sĩ tử vì đạo. Hiện nay đó, không nói đời xưa, không nói đời Đế quốc La Mã, hiện nay nè, hàng năm vẫn có hơn 200 giáo sĩ chết vì danh Chúa Giê-xu, bị giết vì những nơi cực đoan, những nơi chống đối lời của Đức Chúa Trời, những nơi có bản án tử hình dành cho người dám nói Chúa Giê-xu. Nhưng tại sao vẫn có hơn 200 con người bước vào chỗ đó anh chị em? Vì họ đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa. Và họ nói với Chúa rằng Chúa quý hơn mạng sống của con, nên con sẵn sàng. Đó là chỗ anh chị. Và một đoạn trong Kinh Thánh tôi thấy rất được khích lệ, đó là trong sách Ê-xê-tơ chương 4 câu 16, nói về câu chuyện của hoàng hậu Ê-xê-tơ và ông Mạc Đô Chê ở trong hoàng cung của vua Asura, là vị vua quyền lực nhất thời bấy giờ. Anh em biết câu chuyện đó rồi phải không ạ? Vì cớ ganh ghét, đại tướng Haman đã dèm xỉn nơi vua, nịnh nọt nơi vua để lấy được chiếu chỉ rằng phải giết sạch toàn bộ dân Juda. Giết sạch. Giết mình Mạc Đô Chê thì ông Haman này chưa hài lòng. Giết người này chưa đã tay. Phải giết cả dân Juda cả. Tuyệt chủng đó, gọi là tuyệt chủng. Và ông Mạc Đô Chê mấy mặt bao gai khóc lóc. Và ông mấy cầu cứu hoàng hậu Ê-xê-tơ. Hoàng hậu Ê-xê-tơ cũng là người Giu-đa, nhưng được vua Asura sủng ái và đặt lên làm hoàng hậu. Và hiện nay bà đang êm ấm trong cung rồi, có phải không em? Bà đang được cung phụng bên trong, bà đang được ăn uống ngày ba bữa, nước hoa, nước hương, người hầu kẻ hạ, không thiếu một cái gì ở trong cung vua. Nhưng Mạc Đô Chê mới cử người gửi cho Ê-xê-tơ một thông điệp. Lần Ê-xê-tơ ơi, con cần phải vào gặp vua và cầu xin vua cho dân Giu-đa khỏi chết. Và Ê-xê-tơ nói rằng, ông ơi, 30 ngày nay vua không có vời tôi vô, và hiện nay cũng không có vời. Và vua đã đặt ra một cái lệnh là hễ ai bước vào gặp vua mà không được lệnh mời thì sẽ bị sao chứ? Chém. Nếu ông không giơ cái cây ra. Bây giờ thì Ê-xê-tơ quyết định đi.
Esther sẽ nghe theo lời của Mardochê để dấn thân cứu dân Giu-đa, hay là Esther sẽ giữ sự an toàn cho vị trí và địa vị của mình, tài sản của mình, nhan sắc của mình, sự sống đang trẻ đẹp của mình? Anh em thấy khó quyết định không anh chị em? Khó, rất khó. Đứng trong hoàn cảnh đó, chúng ta sẽ hiểu được tấm lòng của Esther, hiểu được suy tư, ý nghĩ, cũng như những đắn đo, trăn trở ở trong tấm lòng của nàng trước cái quyết định này. Nó giống như mọi một chúng ta. Tôi biết trong rất nhiều chúng ta có thể đang có cuộc sống êm ấm, đầy đủ, con cái, vợ chồng, gia đình nề nếp, ok hết mọi thứ, mà bây giờ nói đến chuyện dấn thân phục vụ Chúa, ngán ngẩm đó thôi, để người khác làm đi, mình chắc không được kêu gọi đâu. Thường chúng ta nghĩ vậy, mình không được kêu gọi. Cái việc khó là người khác được kêu gọi, việc dễ mới là việc mình. Thường mình nghĩ vậy, phải không ạ? Thường vậy, vì cám dỗ mà ai mà chả muốn sung sướng, ai mà chả muốn tiện nghi. Còn những nơi khó khăn phải bỏ công, bỏ sức, bỏ thời giờ, bỏ mạng sống, bỏ tiền bạc, bỏ tất cả đam mê riêng tư của cuộc đời, thì đâu có phải người nào cũng sẵn sàng. Nhưng mà tôi muốn nghe lời, anh chị em nghe cái lời của bà Esther nói nè, để tất cả chúng ta được gây dựng. Anh em mở ra trong sách Esther chương 4, phải không ạ? Chương 4. Bà nói một câu mà tôi nghĩ rằng những ai chân thành đọc đến á, sẽ cảm thấy được đánh động, được đánh động. Bởi vì bà thực sự là người đầu phục. Đầu phục. Để tôi tìm cái sách đó ra. 492. Đây rồi. Đây anh chị em. Chương 4 nha. Câu 16, 17 gì đó. Đây. Sau khi như vậy rồi, thì ECT, câu 15, bà ECT bàn biểu đáp lại cùng Mardochê rằng: hãy đi nhóm hiệp các người Giu-đa tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi kiên cử ăn trong 3 ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì khác. Tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiên cử ăn nữa. Như vậy tôi sẽ vào cùng vua là việc trái luật pháp. Nếu tôi phải chết thì tôi chết. Tôi muốn nhắc lại cho anh em câu nói của ECT: nếu tôi phải chết thì tôi chết. Anh em thấy không ạ? Nếu tôi phải chết thì tôi chết. Không lăng tăng điều gì. Anh chị em ơi, đó phải là đáp ứng của người hầu việc Chúa. Nếu tôi phải mất tất cả thì tôi mất, không lăng tăng gì. Nếu tôi phải chết thì tôi chết, không lăng tăng gì. Cho nên trong bước đường theo Chúa đó anh chị em, không phải lúc nào cũng thuận lợi đâu. Cuộc sống chúng ta vốn dĩ nó là cuộc sống cân bằng. Cân bằng có nghĩa là gì? Có nặng, có nhẹ, có tối, có sáng, có âm, có dương, có khổ, có sướng, có vui, có buồn. Có lúc thuận lợi và có lúc khó khăn. Cái điều Đức Chúa Trời đòi hỏi là gì? Chúng ta đừng dao động trong những lúc như vậy. Chúng ta phải luôn luôn cân bằng ở trước mặt Ngài với quyết định của tấm lòng mình. Kiên định trong tấm lòng mình đi theo Chúa Giê-xu bằng con đường hẹp. Bởi vì cuộc sống có lên có xuống, mà nếu chúng ta không kiên định á, thì lúc khó khăn chúng ta sẽ thôi lùi, ngã lòng, từ bỏ chức vụ, tìm ẩn mình trong nơi an toàn. Giống như thông điệp tiên tri tôi vừa nói, có vô số người ngày hôm nay đã không còn tiếp tục làm điều mà Chúa kêu gọi, đã từng kêu gọi họ làm. Trước họ làm điều này, nhưng bây giờ thu mình lại để an toàn. Giống như Eli trốn trong hang núi, an toàn, tìm kiếm sự an toàn. Thưa anh chị em, đồi Gô-gô-tha không có chỗ an toàn. Nơi đó chỉ có gươm giáo, nơi đó chỉ có máu chảy, nơi đó chỉ có sự chém giết. Chúng ta đang đứng trong trận chiến thuộc linh.
chống lại những quyền lực tối tăm, các chủ quyền thế lực. An toàn chỗ nào? Chúng ta không nấp được trừ khi chúng ta dám nấp trong Chúa Giêsu. Chúng ta nấp trong quyền năng của Thánh Linh. Chúng ta tiến tới và phải ở vị trí tấn công. Chúng ta phải tấn công để cho kẻ thù phải thất bại. Chúng ta không nấp được. Một cơ đốc nhân nấp là một cơ đốc nhân thất bại rồi, nổi lạnh rồi, mất lửa rồi mới nấp. Đó là nói chân thành. Còn nếu con lửa, con sự sức dầu, con sự mạnh mẽ, chúng ta sẽ thấy người đó ở trong cộng đồng, chứ không phải nấp ở trong cái hang. Có phải không anh chị em? Đó là cái chỗ mà tôi muốn nói với anh chị em. Cho nên ngược lại, nếu chúng ta không kiên định thì những lúc thuận lợi, tiền bạc đến, tiếng vỗ tay nó đến, đám đông nó đến, rồi nhà cửa đất đai nó đến, rồi đủ thứ nó đến, chúng ta bắt đầu sao? Thấy mình to lớn quá. Chúng ta bắt đầu ngồi chễm chệ như một ông vua con vậy đó. Trước đây thì phục vụ người ta, bây giờ thì người ta phục vụ mình. Tôi hô một cái là phải có nước trà uống, hô một cái là phải có người đến dạ vâng. Bảo gì? Chúng ta lại trở lại hệ thống của thế gian. Anh em ơi, rất dễ chúng ta đưa hội thánh trở lại hệ thống thế gian, là hệ thống mà người chủ là được phục vụ, là cai trị, là để cho dân sự của Đức Chúa Trời phải cung phụng, phải nộp tất cả mọi thứ cần nộp. Cái đó là thế giới này. Còn trong Chúa là phải ngược lại. Người được ơn phải phục vụ tận tâm dân sự của Đức Chúa Trời. Người làm lớn là không có thời gian để ăn và ngủ với dân sự của Đức Chúa Trời. Người làm lớn là phải cầu thay đổ nước mắt, đến nỗi là người không thể cái bụng bia được. Hiểu không ạ? Thời gian đâu ăn mà bụng bự đó. Suốt ngày kiêng ăn, ngày nào cũng, tháng nào cũng chơi, gọi là 5-7 ngày thì lấy đâu mà cái bụng nó ốc nóc như thế này được. Đó, khó lắm. Cho nên trong hội thánh, mình phải đặt lại chuẩn mực theo tiêu chuẩn Chúa Giêsu. Chúa Giêsu dạy rằng ở thế giới này, người làm lớn sẽ cai trị dân chúng, mà dân chúng thì giống như người được ban ơn vậy đó, xin cho. Đó là ở thế gian. Còn vào trong hội thánh, nếu muốn làm lớn thì phải làm đầy tớ. Người nào không chấp nhận điều này thì Chúa nói đi ra chỗ khác đi, người đó không phải là người hầu việc ta. Không, đó là tôi nói thật anh chị em. Người đó là hầu việc cái tham vọng của mình, chứ không hầu việc Đức Chúa Trời. Người hầu việc Đức Chúa Trời là người hy sinh vì người khác. Hy sinh vì người khác. Đó là thật sự. Chỗ đó đó. Vì vậy, tôi nói cuộc sống nó có hai thái cực, lúc đi xuống và lúc đi lên. Nếu chúng ta không có phẩm hạnh, nếu chúng ta không biết cân bằng và đầu phục Chúa hoàn toàn, chúng ta sẽ ngã vào một trong hai thái cực đó. Hoặc là chúng ta nản lòng thối lui, sợ hãi, co ro ở đâu đó. Hoặc là chúng ta chễm chệ ngồi ở trên. Và cuối cùng là thay vì phục vụ là mình được phục vụ. Cái đó là rất sai lầm và làm cho hội thánh trở nên yếu đuối. Chê bai, cười đùa, tranh giành, chỉ trích, rồi đủ thứ tồi tệ đòi bài trong hội thánh, là vì tấm lòng chúng ta không trong sạch. Cho nên trở lại với thông điệp này, anh chị em ơi, tôi muốn chốt lại mấy điều như sau. Đức Chúa Trời quan tâm đến con người trong hội thánh. Và Ngài quan tâm đến con người, cho nên Ngài dấy những con người lên ban ơn cho họ để họ phục vụ con người. Hội thánh không phải là cái chỗ để nhóm lại cho đông người. Không phải đâu. Thường thì ngày hôm nay chúng ta có cái thói quen rằng chúng ta khoe về hội thánh là chúng ta khoe về số lượng người đang nhóm lại. Chúng ta khoe là ui, hội thánh của tôi bây giờ 500 người rồi, 1000 người rồi, tuyệt vời quá. Nhưng cái đó không có đúng trong mắt Chúa.
trong mắt Chúa này là Chúa phải hỏi trong 500 người đó, người nào đã được đeo nhẫn rồi, người nào đã được mặc áo rồi, người nào đã được giết bò mập để chúc mừng rồi. Anh chị em nhớ câu chuyện người con trai hơn đàn không? Khi đứa con hơn đàn trở về thì cha làm gì? Cha sai đầy tớ, cha không có giết. Cha sai đầy tớ giết, cha sai đầy tớ đeo nhẫn, cha sai đầy tớ mặc áo cho đứa con trai hòn đàn. Đầy tớ đó là hình bóng của chúng ta, là những người phục vụ trong hội thánh của Ngài. Một con người bước vào hội thánh, chúng ta đừng có mừng bởi vì số lượng chúng ta gia tăng. Một người bước vào hội thánh thì nhiệm vụ chúng ta nặng hơn. Chúng ta phải đeo nhẫn cho người đó, chúng ta phải mặc áo cho người đó, chúng ta phải giết bò mập để người đó được vui mừng với chúng ta. Địa vị người đó phải được phục hồi, người đó phải được chữa lành, được giải cứu, được tự do khi bước vào hội thánh. Chứ không phải bước vào hội thánh mà cái mùi cám lợn nó vẫn còn ở trên này. Anh đã ăn chăn lợn anh về mà đúng không ạ? Và ngày hôm nay rất nhiều những người bước vào hội thánh mà vẫn còn mùi cám lợn. Hội thánh không có năng quyền mà chỉ đếm số lượng thôi. Cho nên tôi trở lại với câu chuyện hồi nãy, 2/3 những người trong hội thánh là không có ánh sáng của sự cứu rỗi. Tại vì khi họ bước vào hội thánh, các đầy tớ của Chúa không đeo nhẫn mặc áo mổ bò giúp họ. Chỉ thấy ghi họ vô sổ tên vậy, ô vỗ tay chúc mừng, rồi số lượng trăm giờ tâm linh trăng lẻ tâm lẻ một, tạ ơn Chúa, hết, chấm dứt. Phải không chị em? Không, mình phải nói thật, nói thẳng chút xíu để cho nó tỉnh ra. Còn mình cứ nói ru ngủ vuốt vuốt nó mới tỉnh, vẫn ngủ sướng lắm. Nói thẳng nói thật là Chúa không hài lòng về điều đó. Chúa hài lòng chỉ khi con cái Ngài được tự do. Còn đôi khi là bây giờ mình toàn là cứ tính sổ tính sách không này. Ngồi trên bàn là khoe nhau là số lượng bao nhiêu. Đừng khoe. Có người, nhiều người hỏi mục sư quý ơi, hội thánh ông có bao nhiêu người? Tôi nói tôi chả có người nào cả. Hỏi có bao nhiêu tín đồ? Tôi không có tín đồ nào cả. Tôi có một mình à. Tất cả con người thuộc về Chúa Giêsu. Tôi được kêu gọi để phục vụ họ. Hết. Còn hội thánh bao nhiêu người tôi không biết. Mà tôi biết mà đúng thiệt, chứ không phải tôi nói là nói ấy đâu. Không biết. Tôi biết tôi mới nói chứ không biết sao tôi nói. Tôi đố anh chị em đếm được bao nhiêu người trong hội thánh nhà muôn dân á. Vì chủ nhật nào nó cũng khác chủ nhật nào, đếm sao? Tôi đếm là đếm sao? Chủ nhật này 100, chủ nhật khác 200, 250 rồi. Rồi chưa kể là người đâu tôi không biết tên, biết tuổi luôn. Đếm sao? Chả đếm được. Vì họ thuộc về Chúa Giêsu. Thánh Linh dẫn họ đến đây để chúng ta mặc áo mổ bò và đeo nhẫn cho họ. Amen chứ? Đó là hội thánh. Đó là hội thánh. Hội thánh như vậy. Hội thánh không đi đếm số lượng tín đồ để khoe khoang. Hội thánh phải phục vụ tín đồ. Hội thánh phải giúp họ phục hồi con người họ, chữa lành con người họ, tự do để mà chiếu ra vinh quang của Đức Chúa Trời một lần nữa. Amen chị. Điều thứ hai tôi muốn nói là tất cả những anh chị em mình được Chúa dấy lên không phải vì mình quan trọng. Không đâu. Giá trị của chúng ta trước mặt Chúa là như nhau. Nhưng cái nhiệm vụ của chúng ta là khác nhau. Anh chị em hiểu ý không ạ? Giá trị là như nhau, nhưng nhiệm vụ là khác nhau. Có thể Chúa chọn một ai đó trong chúng ta, Chúa đặt cho một cái nhiệm vụ là con phải đi phục vụ anh em con. Chúa ban cho ân tứ này, ân tứ kia, ân tứ nào để mình phục vụ. Chúa đứng dậy Chúa nói ban cho con nhiệm vụ là quét nhà, thì Chúa phải đưa cho cái gì? Cái chổi với cái xô. Không có chổi xô sao quét. Chúa ban cho anh em nhiệm vụ chữa lành người ta, thì Chúa phải ban cho ơn gì? Chữa bệnh, chứ không sao chữa được. Thì tất cả những cái đó chỉ là công cụ của nhiệm vụ mà Chúa giao vì có dân sự của Đức Chúa Trời. Không có nghĩa là mình được ơn tứ là mình quan trọng hơn anh em mình. Không có đâu. Như nhau.
linh hồn là quý. Phải không ạ? Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba tôi muốn chia sẻ trước khi kết thúc bài giảng này, đó là đáp ứng của chúng ta. Chúng ta phải đáp ứng lại với một tinh thần gì nhé? Thật tự do. Chúng ta đáp ứng lại sự kêu gọi của Chúa, sự phục vụ của Chúa với tinh thần thập tự giá. Không kể mạng sống mình là quý nữa, không kể sự riêng tư của mình là quý nữa, không kể tương lai của mình là cần phải thế này thế kia nữa. Không, tất cả những gì tôi còn bây giờ là ở trong Chúa Giê-xu để phục vụ. Nếu tôi phải chết thì tôi chết. Đó là tinh thần. Amen anh chị em. Bài giảng này có khích lên anh chị em không? Vinh hiển thuộc về Ngài. Cảm ơn Chúa. Vinh hiển thuộc về Ngài. Đó là cách để chúng ta bước dấn thân vào con đường phục vụ Đấng Christ. Phục vụ Đấng Christ là phục vụ con người. Nhiều khi chúng ta nghĩ là nói cái từ phục vụ Chúa nó dễ hơn nói từ phục vụ con người, vì Chúa mình không thấy. Nói nó rất là mường tượng, nó bay bổng văn hoa đó ạ. Nói phục vụ con người là thấy ngao ngán rồi. Ngao ngán. Phục vụ người rất căng thẳng. Nhưng mà tôi muốn khẳng định lại với anh chị em một lần nữa, chân lý là phục vụ Chúa chính là phục vụ con người. Vì nói thiệt với anh chị em nha, Chúa đầy đủ rồi, Chúa không cần chúng ta phục vụ. Có đúng không? Chúa có thiếu gì mà bảo cần chúng ta phục vụ? Bộ Chúa thiếu nước uống à? Hay Chúa thiếu bò mập để Chúa ăn? Hay Chúa thiếu tiền, thiếu bạc? Chúa có thiếu gì đâu. Nhưng con người thì thiếu. Có đúng không? Con người thiếu. Và Chúa sai chúng ta, Chúa ban ơn cho chúng ta, Chúa cung ứng cho chúng ta để đáp ứng. Đáp ứng con người là hình bóng của Ngài. Hình ảnh. Cho nên Chúa mới nói đó trong Kinh Thánh anh chị em. Ai cho các môn đồ nhỏ này của ta một cốc nước lạnh thôi thì sẽ không mất phần thưởng đâu. Vì cho họ chính là chó. Trong ngày sau cùng ta sẽ gọi một nhóm người đến và ta nói: tại sao các ngươi thấy ta bệnh mà không thăm ta, thấy ta đói không cho ta ăn, thấy ta trần truồng không cho ta mặc? Mấy người kia nói: tôi thấy Chúa lúc nào Chúa? Chúa đâu mà trần truồng? Nói đó, con cái của ta trần truồng, con cái của ta bệnh đau, con cái của ta đang thế này nọ. Đó là chính ta đây, chính ta đấy. Cho nên anh chị em biết không, mỗi lần khi chúng tôi cầu nguyện và thấy một người được tự do, được nhảy múa, tôi được chữa lành, tôi tự do, anh em biết lòng tôi vui sướng vô cùng. Có những buổi như thế là tôi thức gần như thâu đêm không ngủ được, vì nó bị kích động đó. Không ngủ được, nằm suy nghĩ miên man. Sao mà diệu kỳ thế này, tuyệt vời. Bởi vì sao? Mình làm cho Chúa hài lòng. Chúa hài lòng vì thấy một con người vui mừng, một con người được la lên trong sung sướng tự do. Chúa rất hài lòng. Vì anh chị em chưa biết đâu, Chúa yêu con người vô cùng, vô cùng. Đó là tình yêu của Ngài. Vô cùng. Ngài vui mừng nhảy múa khi thấy một con người ở dưới đất vui mừng nhảy múa. Ngài la lên mở tiệc trên thiên đàng, Ngài khoe với các thiên sứ khi thấy một con người được tự do. Đó, con ta bây giờ hôm nay được tự do, con ta hôm nay được bình an, con ta được chữa lành. Các thiên sứ đâu đến nhảy múa với ta? Đó, trên thiên đàng Chúa nói đó anh chị em. Amen. Đó, mình mới thấy cái hình ảnh đó, mới vui mừng sung sướng phục vụ. Đó, và đây cũng chính là động lực để cho tôi và bạn chị em dấn thân phục vụ. Phục vụ con người. Amen. Nào, chúng ta cùng cầu nguyện nha. Cảm ơn Ngài. Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Dạ. Yeah. Chúng ta cùng cầu nguyện để Đức Chúa Trời ngày hôm nay dứt dây anh chị em, và Chúa sẽ chạm tâm lòng chúng ta. Chúa sẽ dấy lên trong tâm lòng chúng ta tinh thần phục vụ, dấn thân để có thể hy sinh mạng sống mình vì lợi ích của người khác, vì lợi ích của cộng đồng, và vì 98 triệu đồng bào Việt Nam chúng ta cần được cứu. Anh chị em ạ, cần được cứu. Chúng ta hãy kiên định cho mục đích này. Mỗi một anh chị em mình hãy đến với Chúa và thưa với Ngài rằng: có con đây,
Hãy sai con thực sự cần Ngài, con muốn Thánh Linh Ngài đến điều chỉnh tấm lòng con, để con trở nên một tôi tớ đích thực của Ngài, tìm lợi ích của Đấng Christ, không phải lợi ích cho cuộc đời của con, không phải tìm giá trị bản thân con, nhưng mà tìm giá trị của thiên đàng trên đất này. Nào, tất cả chúng ta hãy cầu nguyện. Tôi tin rằng không phải bởi quyền thế, không phải bởi năng lực, nhưng tất cả bởi thần Ngài. Khi thần của Đức Chúa Trời chạm vào lòng, chúng ta sẽ được biến đổi. Khi thần của Đức Chúa Trời chạm vào lòng, chúng ta sẽ được cảm được tình yêu, và chúng ta sẽ dấn thân trong con đường phục vụ Ngài một cách kiên định. Cha ơi, hãy đến giờ này. Đức Thánh Linh ơi, hãy đến và thăm viếng lòng con giờ này. Cầu nguyện chị, cầu nguyện nào. Hãy hết sức nhẹ nhàng đến trước mặt Ngài và thưa với Ngài rằng con muốn biết Ngài nhiều hơn. Con muốn biết Ngài nhiều hơn. Cha, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cha, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con muốn biết Ngài nhiều hơn. In Jesus name. Thì tôi cầu nguyện đến chị. Tôi tin rằng buổi sáng nay Chúa sẽ chạm và kêu gọi rất nhiều người. Thần của Đức Chúa Trời đang ở đây, và Ngài sẽ cho anh em sức mạnh để bước tới. Như Ngài đã từng cảm động ECT thế nào, thì hôm nay Ngài sẽ cảm động tâm lòng anh em, ban cho anh em sự giản dị và một quyết tâm để sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, Thánh Linh đang ở nơi này. Thánh Linh đang ở nơi này. Thánh Linh của Chúa đang ở nơi này. Ô Cha ơi, Cha ơi, chạm vào giờ này, chạm giờ này. Holy Spirit, chạm vào giờ này. Trong danh của Giêsu quyền năng, con biết chỉ có Ngài có thể kêu gọi thôi. Chạm vào giờ này, trong danh của Giêsu quyền năng. Anh em hãy để ý đến tấm lòng của mình. Chúa đang đến, Chúa đang đến, Chúa đang đến. Oh, Jesus, Jesus, Holy Spirit, Holy Spirit, hãy đến giờ đây. Chạm anh em con Chúa, chạm anh em con Chúa. Holy, 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 chạm anh em con Chúa. Trong danh Giêsu quyền năng. Nói đến cho em, tiếp tục nào. Dâng tấm lòng mình cho Đức Chúa Trời giờ đây. Thánh Linh đến sẽ chiếm hữu anh chị em giờ đây. Ngài biến hóa anh chị em giờ đây. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tiếp tục. Hãy tận nó cùng đời mình, tận hiến cùng đời mình cho sự kêu gọi của Ngài, để rao giảng phúc âm, để giúp đỡ người khác, để tận hiến cho thân thể của Đấng Christ trên đất nước này. Thân thể Ngài phải được dấy lên, thân thể Ngài phải được kiện toàn giờ này. Nhiều lãnh đạo phải được phục hồi, nhiều lãnh đạo được dấy lên giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Tiếp tục. Thánh Linh ơi, hãy chảy trên dân sự của Ngài. Thánh Linh ơi, hãy thổi trên dân sự của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Chạm nữa. Jesus mighty name. Tiếp tục chạm nữa. Thánh Linh ơi, chạm nữa trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh, hallelujah. Jesus mighty name. Đó đây. Thần Đức Chúa Trời,
thân Đức Chúa Trời, thân Đức Chúa Trời, thân Đức Chúa Trời, thân Đức Chúa Trời, thân Đức Chúa Trời, thân Đức Chúa Trời. Hãy đến một cách mạnh mẽ trên những Eli thời hiện đại giờ này, trên những Elise của ngày giờ này, trên những đầy tớ trung tín của ngày giờ này, trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Jesus mighty name. 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 Oh hallelujah. Đó đây, đó đây, đó đây, đó đây, đó đây. Tôi kêu gọi rằng có một sự thúc giục và lửa thánh linh đang cháy trong lòng của mỗi một anh chị em giờ này. In Jesus mighty name to cầu. Jesus mighty name to cầu nguyện. Oh, trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, lửa bùng cháy trong lòng giờ này, lửa đam mê, lửa tặng hiến, lửa hy sinh, lửa thập tự giá giờ này, lửa trong danh Chúa Giêsu quyền năng. In Jesus mighty name. Đó đây, đó đây, đó đây, đó đây. Đó đây, đó đây, đó đây, đó đây. Đó đây, đó đây, đó đây, đó đây. Oh hallelujah. Thân Đức Chúa Trời chạm giờ này, chạm giờ này, chạm giờ này, chạm giờ này, chạm giờ này. Rứt cháy những tấm lòng, rứt cháy những tấm lòng, rứt cháy những tấm lòng, rứt cháy những tấm lòng trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Jesus mighty. Jesus mighty. Jesus mighty. Jesus mighty name. Oh hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus mighty name. Holy, holy, holy spirit. Oh move. Di chuyển, thân Chúa di chuyển giờ này, thân Chúa hành động giờ này, thân Chúa chuyển động giờ này. Oh, oh, hallelujah. Jesus. Đó này, đó này, đó này, đó này, đó này. Hallelujah. Jesus mighty. 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 Jam ha 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 jam ha. Oh hallelujah. Chúng con thuộc về Ngài. Cha hãy chiếm hữu những linh hồn này, hãy thâu nạp những linh hồn này, hãy sử dụng những linh hồn này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cha hãy sử dụng những cuộc đời này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Jesus mighty name. Oh hallelujah. Đó đây, đó đây, đó đây, đó đây. Chúa cần một giấc đầy dậy Đức Thánh Linh. Chúa cần một giấc nhiệt thành cho công việc của Ngài. Chúa cần một giấc đam mê tận hiến cho hội thánh của Ngài. Chúa cần một giấc phục vụ hy sinh mình
Chúa cần, Chúa cần, Chúa cần, Chúa cần. In Jesus mighty name. Oh, hallelujah. 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 Jesus. Oh, oh, oh. Chúa sẽ chạm con, thánh linh lên trên con giờ này để kêu gọi cuộc đời của con. Chúa nói rằng hãy dâng tuổi trẻ của con cho ta. Ta có rất nhiều việc để làm qua cuộc đời của con. Hãy kiên nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhẫn. Chạm con giờ này, chạm con giờ này, chúng chạm Chúa. Cảm ơn Ngài thật nhiều.
có thể làm một việc rất lớn lao từ những khởi đầu rất nhỏ. Ngài cảm động bởi thần của Ngài, và những việc khác sẽ xảy ra trong cuộc đời của mình rất đặc biệt. Nên chúng ta hãy hướng lòng về Ngài. Và tôi tin rằng không phải ngẫu nhiên anh chị em có mặt ở đây. Amen. Không phải ngẫu nhiên anh chị em có mặt ở đây. Chúa ơi, hãy rời chạm chân sơ của Ngài. Tôi thăm anh chị. Thăm anh chị cho. Thăm Chúa trong chị. Và an ủi chị cho này. Để chị có thể tiếp tục con đường mà chị đã đi. Tiếp tục con đường mà chị đã đi. Chúa chạm chị giờ này. Đổ xuống trên người nữ này. Đổ xuống trên người nữ này. Đổ xuống trên người nữ này. Jesus my Jesus. Jesus my Jesus. Jesus my Jesus. Jesus my Jesus. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.